Tất cả các bến bãi vật liệu xây dựng đều được hình thành từ lâu nhằm mục đích cung ứng vật liệu xây dựng cho các công trình và nhu cầu xây dựng nhà ở trong nhân dân địa phương. Trong số các bãi tập kết vật liệu xây dựng, một số bãi vi phạm hành lang thoát lũ và công trình đê điều nằm liền kề, chủ yếu là tình trạng vi phạm về chất tải vật liệu quá cao, vượt quy định. Để vật liệu xây dựng sát thân đê, ngoài bãi sông chiếm dụng hành lang bảo vệ đê điều, vi phạm về xây dựng cầu cảng, hoạt động tập kết vật liệu, kinh doanh bến bãi ven sông ở Tiên Lãng, thời gian qua phần nào đáp ứng được lượng lớn nhu cầu vật liệu xây dựng cho các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Tiên Lãng. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng của địa phương hiện nay là rất lớn, nên không thể xóa bỏ, đóng cửa ngay các bến bãi mà cần được sắp xếp quy hoạch lại một cách hợp lý hơn nhằm khai thác quản lý một cách hiệu quả, vừa bảo đảm an sinh xã hội, vừa bảo đảm an toàn công trình đê điều, phòng chống thiên tai. Đến bây giờ thì là cũng mong muốn là làm sao đề nghị với cấp trên để quy hoạch bến cho chúng tôi để yên tâm, để kinh doanh làm sao mà nó được hiệu quả tốt nhất. Nhằm lập lại trật tự trong quản lý kinh doanh vật liệu xây dựng, trong năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng đã phối hợp với các sở ngành thành phố ra soát đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt 16 bến bãi kinh doanh vật liệu ở các xã Toàn Thắng, Tiên Thắng, Quang Phục, Hùng Thắng, Vinh Quang, Tiên Minh, thị trấn Tiên Lãng, Tiên Tiến, Tiên Cường, Kiến Thiết, Khởi Nghĩa, Đoàn Lập với tổng diện tích gần 40 ha. Bên cạnh đó, huyện cũng kiên quyết xử lý các bến bãi cố tình tập kết vật liệu tràn lan sai quy định, ảnh hưởng đến các công trình đê điều, an toàn hành lang thoát lũ, mất an ninh trật tự tại địa phương.